Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn xem kết quả quay thử xổ số miền Trung thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2020. Giải 8, Đài Đà Nẵng 72, Đài Quảng Ngãi 93, Đài Đắk Nông 93. Giải 7, Đài Đà Nẵng 857, Đài Quảng Ngãi 660, Đài Đắk Nông 215. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số thật đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.